Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật 14 Cư Sĩ Minh Trí Phó Thác Thứ Tư Vô Khuất Nhiều Hạnh. Bây giờ thiện tài đồng tử đắc được môn giải thoát vô tận trang nghiêm phước đức tạng quang minh rồi, liền suy ngẫm biển phước đức đó, quán sát hư không phước đức đó, xu hướng đống phước đức đó, lên núi phước đức đó, nhiếp tạng phước đức đó, vào vực sâu phước đức đó, bơi ảo phước đức đó, tịnh vọng phước đức đó, thấy tạng phước đức đó, vào cửa phước đức đó, hành đạo phước đức đó, tu giống phước đức đó. Lúc đó thiện tài đồng tử đắc được môn giải thoát vô tận trang nghiêm phước đức tạng quang minh rồi, bèn suy ngẫm phước đức của cụ túc yêu bà di đó như biển cả, quan sát phước đức của cụ túc yêu bà di đó như hư không, xu hướng đống phước đức của cụ túc yêu bà di đó, lên núi phước đức của cụ túc yêu bà di đó, tiếp tạng phước đức của cụ túc yêu bà di đó, và vực sâu phước đức của cụ túc yêu bà di đó, bơi ảo phước đức của cụ túc yêu bà di đó, thanh định vọng phước đức của cụ túc yêu bà di đó, thường thấy tạng phước đức của cụ túc yêu bà di đó, vào cửa phước đức của cụ túc yêu bà di đó, hành đạo phước đức của cụ túc yêu bà di đó, tu hành hạt giống phước đức của cụ túc yêu bà di đó. Thiện tài đồng tử hoàn toàn chứng nhập vào pháp môn giải thoát vô tận trang nghiêm phước đức tạng mà đầy đủ vô khuất nghịch hạnh. Thiện tài đồng tử từ từ đi về hướng nam đến thành Đại Hưng, đi khắp nơi tìm cầu trường giả Minh Trí, đối với thiện tri thức sinh lòng khát ngưỡng. Nhờ thiện tri thức huân tập tâm mình, nơi thiện tri thức trí muốn kiên cố, phương tiện cầu gặp các thiện tri thức tâm không thối chuyển, nguyện được thừa sự các thiện tri thức tâm không giải đãi mệt mỏi, vì biết do nhờ nương nhờ thiện tri thức nên viên mãn các điều lành, vì biết nhờ nương thiện tri thức nên sinh ra các phước, vì biết nhờ nương thiện tri thức nên tăng trưởng các hạnh, vì biết nhờ nương thiện tri thức nên không do người khác dạy, tự mình thừa sự tất cả bạn lành. Khi suy ngẫm như vậy thì tăng trưởng can lành, thanh tịnh thâm tâm, tăng trưởng can tánh, lợi ích gốc công đức, thêm đại nguyện rộng đại bi, gần nhất thiết trí, đủ đạo phổ hiền, chiếu sáng tất cả chánh pháp chư Phật, tăng trưởng mười lực quang minh của Như Lai. Thiện tài từ từ đi về hướng nam đến thành Đại Hưng, đi khắp nơi tìm cầu cư sĩ Minh Trí. Ngài đối với thiện tri thức sinh lòng khát ngưỡng, muốn gặp thiện tri thức. Ngài nhờ thiện tri thức mà huân tập tâm mình, khiến cho trí nguyện gặp thiện tri thức càng kiên cố thêm, dùng thiện xảo phương tiện cầu gặp các thiện tri thức không bao giờ sinh tâm thối chuyển. Ngài phát nguyện thừa sự tất cả thiện tri thức, tâm cũng không cảm thấy giải đãi mệt mỏi, lại biết do nhờ nương thiện tri thức nên mới viên mãn tất cả các điều lành, lại biết nhờ nương thiện tri thức nên mới sinh ra tất cả các phước, lại biết nhờ nương thiện tri thức nên mới tăng trưởng tất cả Bồ Tát hạnh, vì biết nhờ nương thiện tri thức nên không do người khác chỉ dạy, tự mình thừa sự tất cả bạn lành. Khi thiện tài đồng tử suy ngẫm như vậy thì tăng trưởng căn lành của mình, thanh tịnh tâm trí sâu rộng của mình, tăng trưởng căn tánh của mình, lợi ích gốc công đức của mình, thâm sâu thêm đại nguyện của mình, tầm đại bi của mình rộng lớn gần gũi nhất thiết trí huệ, đầy đủ đạo Bồ Tát phổ hiền, chiếu sáng tất cả chánh pháp của chư Phật, tăng trưởng mười lực quang minh của Như Lai. Mười lực của Như Lai là: một, trí lực biết xứ phi xứ, trí lực biết được đạo lý và chẳng phải đạo lý của tất cả sự vật; hai, trí lực biết nghiệp báo ba đời, trí lực biết được nhân quả nghiệp báo của tất cả chúng sinh ba đời; ba, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, trí lực biết được các thứ thiền định và tám giải thoát tam muội thứ tự; bốn, trí lực biết các căn thắng liệt, trí lực biết được căn tánh thắng liệt của chúng sinh và đắc quả lớn nhỏ; năm, trí lực biết đủ thứ kiến giải, trí lực biết được đủ thứ tri kiến và sự hiểu biết của tất cả chúng sinh; sáu, trí lực biết đủ thứ cõi, trí lực biết được đủ thứ cảnh giới khác nhau của chúng sinh; bảy, trí lực biết đạo tất cả nơi đến, trí lực biết được hành đạo nhân quả của tất cả chúng sinh; tám, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, trí lực có thể dùng thiên nhãn thấy sinh tử và thiện ác nghiệp duyên của chúng sinh mà không chướng ngại; chín, trí lực biết tục túc mạng vô lậu, trí lực biết đời trước của chúng sinh và biết vô lậu niết bàn; 10. Trí lực biết dứt hẳn tập khí, trí lực biết như thật tất cả vọng hoặc dư tập dứt hẳn không còn sinh nữa. Bây giờ thiện tài thấy vị cư sĩ đó đang ở trong thành, ngồi trên đài bày báu ở giữa ngã tư, tòa ngồi đó có vô số báu trang nghiêm. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy vị cư sĩ Minh Trí đó đang ở trong thành, ngồi trên tòa đài bày báu ở giữa ngã tư đường, tòa ngồi đó có vô số báu trang nghiêm. Ngã tư đường là biểu thị chỗ ồn ào náo nhiệt, chẳng gì mà chẳng thông.
Đại hưng nghĩa là khởi đại tinh tấn. Hạnh thứ tư này là vô khuất nhiễu hạnh. Cư sĩ Minh Trí vì tấn túc tất giả trí mục đạo, lại xin cần không giải đãi thối lùi nên có tên là Minh Trí. Tòa đó tốt đẹp, mani thanh tịnh dùng làm thân tòa, kim càng đế thanh dùng làm chân tòa, dây báu giao nhau, 500 báu đẹp dùng nghiêm sức, trải y báu trời dựng trang phan trời, răng lưới báu lớn, bảy chướng báu lớn, vàng diêm phủ đàn dùng làm lọng, tỷ lưu ly báu làm cán, nhờ người cầm giữ để che phía trên, lông cánh ngỗng chúa thanh tịnh nghiêm sạch dùng làm quạt, dùng những hương thơm mưa xuống các hoa trời, trái phải thường tấu 500 tiếng nhạc. Tiếng nhạc đó hay vi diệu, hay hơn nhạc trời. Chúng sinh nghe được thảy đều vui mừng. Có 10.000 quyến thuộc vây quanh trước sau, sắc tướng đoan nghiêm, ai thấy cũng đều hoan hỉ. Đồ trang nghiêm cõi trời dùng làm nghiêm sức. Ở trong trời người tối thắng không ai sánh bằng, đều đã thành tựu chí nguyện của Bồ Tát, đều đồng căn lành thuở xưa với vị cư sĩ. Tất cả đều đứng hầu chờ lệnh sai bảo. Cư sĩ Minh Trí đó ngồi trên tòa báu rất tốt đẹp, mani thanh tịnh dùng làm thân tòa, kim càng đế thanh dùng làm chân tòa, dây báu giao với nhau, có 500 thứ báu đẹp dùng để nghiêm sức, lại trải y báu trời dựng trang phan trời, răng lưới báu lớn, bày chướng báu lớn, vàng diêm phủ đàn dùng làm lọng, tỷ lưu ly báu làm cán lọng báu, nhờ người cầm giữ để che phía trên tòa báu. Chung quanh cư sĩ Minh Trí đều có người hầu, dùng lông cánh ngỗng chúa thanh tịnh nghiêm sạch để làm quạt, lại xông lên những thứ hương thơm mưa xuống các hoa trời, trái phải thường tấu 500 thứ tiếng nhạc. Tiếng nhạc đó rất hay vì diệu, hay hơn nhạc trời. Chúng sinh nghe được tiếng nhạc đó thảy đều vui mừng. Chung quanh ngài có 10.000 quyến thuộc vây quanh trước sau, sắc tướng của họ rất đoan nghiêm, ai thấy cũng đều hoan hỉ. Dùng đồ trang nghiêm cõi trời để nghiêm sức, ở trong trời người tối thắng không ai sánh bằng, đều đã thành tựu chí nguyện của Bồ Tát, đều đồng căn lành thuở xưa với vị cư sĩ Minh Trí, tất cả đều đứng hầu hai bên chờ lệnh sai bảo. Bấy giờ thiện tài đảnh lễ cư sĩ Minh Trí đi nhiễu quanh vô lượng vòng, đứng chắp tay lại mà bạch rằng: Đức Thánh, con vì lợi ích tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ não, vì khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo an lạc, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát biển sinh tử, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ pháp bảo châu, vì khiến cho tất cả chúng sinh khô cạn sông ái, vì khiến cho tất cả chúng sinh khởi đại từ bi, vì khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa ái dục, vì khiến cho tất cả chúng sinh khát ngưỡng trí Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hoang dã sinh tử, vì khiến cho tất cả chúng sinh thích công đức của chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, vì khiến cho tất cả chúng sinh vào thành nhất thiết trí, phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh. Lúc đó thiện tài đồng tử đảnh lễ cư sĩ Minh Trí đi nhiễu phải vô lượng vòng, đứng chắp tay mà bạch rằng: Đức Thánh, con vì lợi ích tất cả chúng sinh, con vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ não, vì khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo an lạc, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát biển sinh tử, vì khiến cho tất cả chúng sinh trụ pháp bảo châu, vì khiến cho tất cả chúng sinh khô cạn sông ái, vì khiến cho tất cả chúng sinh khởi đại từ bi, vì khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa ái dục, vì khiến cho tất cả chúng sinh khát ngưỡng trí Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hoang dã sinh tử, vì khiến cho tất cả chúng sinh thích công đức của chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi, vì khiến cho tất cả chúng sinh vào thành nhất thiết trí, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo, làm nơi nương tựa của tất cả chúng sinh khổ não. Trưởng giả bảo rằng: lành thay thiện nam tử, người có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, người phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề rất khó có được. Nếu có thể phát tâm, thì người đó sẽ cầu hạnh Bồ Tát, gặp được thiện tri thức luôn không nhàm đủ, gần gũi thiện tri thức luôn không mệt mỏi, cúng dường thiện tri thức luôn không lười biếng, hầu hạ thiện tri thức không sinh ưu sầu, tìm cầu thiện tri thức chọn không thối chuyển, thương nhớ thiện tri thức chọn không bỏ lìa, phụng thờ thiện tri thức không tạm thời ngừng nghỉ, chiêm ngưỡng thiện tri thức không lúc nào ngừng ngớt, thực hành lời dạy của thiện tri thức chưa từng lười biếng, bẩm thừa tâm thiện tri thức không có sai lầm. Trưởng giả Minh Trí bảo thiện tài đồng tử rằng: lành thay thiện nam tử, người có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Thiện nam tử, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác rất khó có được. Nếu có thể chân chánh phát tâm, thì người đó sẽ cầu Bồ Tát hạnh, do nhờ ban đầu phát tâm là khởi đầu trọng yếu hành Bồ Tát đạo. Người đó sẽ gặp được thiện tri thức, luôn luôn cũng không cảm thấy nhàm đủ. Họ gần gũi thiện tri thức cũng luôn luôn không cảm thấy mệt mỏi. Cúng dường thiện tri thức luôn luôn không lười biếng. Cung cấp hầu hạ thiện tri thức không sinh ưu sầu. Tìm cầu thiện tri thức chọn không sinh tâm thối chuyển. Thương nhớ thiện tri thức chọn không bỏ lìa. Phụng thờ thiện tri thức không tạm thời ngừng nghỉ. Chiêm ngưỡng thiện tri thức không lúc nào ngừng ngớt. Thực hành lời dạy của thiện tri thức chưa từng lười biếng. Bẩm thừa tâm thiện tri thức không có sai lầm hoặc bỏ mất cơ hội. Có người hỏi tại sao mỗi vị thiện tri thức đều không trả lời viên mãn câu hỏi làm thế nào hành Bồ Tát đạo của thiện tài đồng tử. Đó phải chăng các ngài chẳng có câu trả lời cho thiện tài đồng tử? Vì Bồ Tát đạo rộng lớn vô biên, mỗi vị thiện tri thức chỉ trả lời một phần, đồng thời còn khuyến khích thiện tài đồng tử đi tìm một vị thiện tri thức khác. Hết thảy những lời dạy của thiện tri thức đều hữu tương trả lời câu hỏi của thiện tài đồng tử. Thiện nam tử, người thấy người trong chúng hội của ta đây chăng? Thiện tài đáp rằng, dạ, con đã thấy. Cư sĩ nói, thiện nam tử, ta đã khiến cho họ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, sinh trong nhà Như Lai, tăng trưởng pháp trắng, an trụ vô lượng các ba la mật, học mười lực của Phật, lìa giống tánh thế gian, trụ giống tánh Như Lai, bỏ vòng sinh tử, chuyển bánh xe chánh pháp, diệt ba cõi ác, trụ cõi chánh pháp, như các Bồ Tát đều có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. Cư sĩ Minh Trí lại hỏi, thiện nam tử, người thấy người trong chúng hội của ta đây chăng? Thiện tài đồng tử đáp rằng, dạ con đã thấy. Cư sĩ Minh Trí nói, thiện nam tử, ta đã khiến cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, sinh trong nhà Như Lai, tăng trưởng pháp trắng, an trụ vô lượng các pháp môn ba la mật, học mười lực của Phật, địa giống tánh thế gian, trụ giống tánh Như Lai, bỏ vòng sinh tử, chuyển bánh ra chánh pháp, tiêu diệt ba cõi ác, trụ cõi chánh pháp, như các Bồ Tát đều có thể cứu hộ tất cả chúng sinh. Thiện nam tử, ta được môn giải thoát tùy ý, sinh ra phước đức tạng. Phàm có ai cần gì thì đều được mãn nguyện, như là y phục, anh lạc, voi ngựa, xe cộ, hoa, hương, tràng, lọng, thức ăn uống, thuốc thang, nhà cửa, phòng ốc, tòa ngồi, đèn đuốc, nô tỳ, bò dê và các người hầu hạ. Tất cả vật tư sanh như vậy, những ai cần dùng ta đều khiến cho họ được đầy đủ, cho đến vì họ nói diệu pháp chân thật. Thiện nam tử, ta được môn giải thoát tùy ý, sinh ra phước đức tạng. Vì tài pháp vô tận chứa ở trong hư không tùy ý ban cho, nên tên là tùy ý sinh ra phước đức tạng. Phàm là chúng sinh cần gì thì ta đều khiến cho họ được mãn nguyện, như là y phục, anh lạc, voi ngựa, xe cộ, hoa hương, tràng, lọng, thức ăn uống, thuốc thang, nhà cửa, phòng ốc, tòa ngồi, đèn đuốc, nô tỳ, bò dê và các người hầu hạ. Tất cả vật tư sanh như vậy, bất cứ ai cần dùng, chẳng những ta đều khiến cho họ được đầy đủ, mà còn vì họ diễn nói diệu pháp chân thật để nuôi dưỡng huệ mạng của họ. Thiện nam tử, hãy đợi chốc lát, người sẽ tự thấy khi nói lời đó thì vô lượng chúng sinh từ đủ thứ các phương hướng, đủ thứ thế giới, đủ thứ cõi nước, đủ thứ thành ấp, hình loại khác nhau, ưa muốn khác nhau, đều do nguyện lực thuở xưa của Bồ Tát số lượng vô biên, đều đến tụ hội, đều tùy ý muốn của mỗi người mà có sự thỉnh cầu. Cư sĩ Minh Trí lại nói, thiện nam tử, ngươi hãy đợi chốc lát, ngươi sẽ tự thấy được. Khi nói lời đó thì đột nhiên có vô lượng chúng sinh, từ đủ thứ các phương hướng, đủ thứ thế giới, đủ thứ cõi nước, đủ thứ thành ấp, hình thể giống lại khác nhau, sự ưa muốn của họ cũng khác nhau, đều do nguyện lực thuở xưa của Bồ Tát cư sĩ Minh Trí, số mục vô lượng vô biên đều đến tụ hội, đều tùy ý muốn của mỗi người mà có sự thỉnh cầu cư sĩ Minh Trí. Bây giờ cư sĩ biết đại chúng đã tụ tập trong ý niệm khoảnh khắc ngước nhìn hư không, như đồ cần dùng của họ đều từ hư không rơi xuống, tất cả chúng hội khắp đều được đầy đủ, sau đó lại vì họ nói đủ thứ pháp. Đó là vì người được đầy đủ thức ăn ngon, thì vì họ nói đủ thứ hạnh tích tụ phước đức, hạnh địa bần cùng, hạnh biết các pháp, hạnh thành tựu phát hỷ thiền duyệt thực, hạnh tu tập đầy đủ các tướng tốt, hạnh tăng trưởng thành tựu khó khuất phục, hạnh khéo thấu đạt thức ăn vô thượng, hạnh thành tựu vô tận sức đại oai đức, hàng phục oán. Vì người được đầy đủ thức uống ngon, nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ xả lìa ái trước đối với sinh tử, nhập vào vị Phật Pháp. Vì người được đủ thứ các thượng vị, thì nói pháp cho họ nghe, đều khiến cho họ đắc được tướng thượng vị của chư Phật Như Lai. Vì người được đầy đủ xe cộ, sẽ nói đủ thứ pháp môn cho họ nghe, đều khiến cho họ được ngồi xe đại thừa.
vì người được đầy đủ y phục, nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ được y hộ thẹn, thanh tịnh. Cho đến diệu sắc thanh tịnh của Như Lai, tất cả đều được đầy đủ như vậy. Sau đó đều vì người cần nói pháp mà nói pháp, họ nghe pháp rồi đều trở về chỗ cũ. Lúc đó, cư sĩ Minh Trí biết đại chúng đã tụ tập trong thời gian ý niệm khoảnh khắc, chuyên tâm hệ niệm, ngước đầu nhìn lên hư không. Đột nhiên những đồ cần dùng đều từ hư không rơi xuống, hết thảy tất cả chúng hội đều được đầy đủ. Đoạn văn này bao hàm đạo lý thâm áo vi diệu của Kinh Hoa Nghiêm, tức là chân không chẳng ngại diệu hữu chẳng ngại chân không. Sau đó, cư sĩ Minh Trí lại vì họ nói đủ thứ pháp, đó là vì những người được đầy đủ thức ăn ngon, vì họ nói đủ thứ hạnh tích tụ phước đức, hạnh xa lìa bần cùng, hạnh biết tất cả các pháp, hạnh thành tựu pháp hỷ, thiền duyệt thực, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, hạnh tu tập đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hạnh tăng trưởng thành tựu khó khuất phục, hạnh khéo thấu đạt thức ăn vô thượng, hạnh thành tựu vô tận, sức đại oai đức, hạng phục oán. Vì những người được đầy đủ thức uống ngon, nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ xả lìa tham ái và chấp trước đối với sinh tử, nhập vào vị Phật Pháp. Vì những người được đủ thứ các thượng vị, nói pháp cho họ nghe, đều khiến cho họ đắc được tướng thượng vị của chư Phật Như Lai. Vì những người được đầy đủ xe cộ, diễn nói đủ thứ pháp môn cho họ nghe, đều khiến cho họ được ngồi xe đại thừa. Vì những người được đầy đủ y phục, nói pháp cho họ nghe, khiến cho họ được y hồ thẹn thanh tịnh, cho đến đắc được diệu sắc thanh tịnh của Như Lai. Người tu đạo nên thường sinh tâm hổ thẹn. Trong kinh Di Giáo có nói, y phục hổ thẹn là các đồ trang nghiêm bậc nhất. Hổ thẹn như chìa khóa chế được nhân phi pháp, cho nên tỷ kheo thường nên hổ thẹn. Tất cả mọi người đều được đầy đủ như vậy. Sau đó, cư sĩ Minh Trí đều vì người cần nói pháp mà nói pháp, họ nghe pháp rồi đều trở về chỗ cũ. Bấy giờ, cư sĩ Minh Trí vì thiện tài đồng tử thị hiện cảnh giới Bồ Tát giải thoát không thể nghĩ bàn, rồi bảo rằng: Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát tùy ý sinh ra phước đức tạng này, như các đại Bồ Tát thành tựu tay báu che khắp tất cả cõi nước mười phương, dùng sức tự tại khắp mưa tất cả đồ tư xanh, đó là mưa báu đủ thứ màu, anh lạc đủ thứ màu, mũ báu đủ thứ màu, y phục đủ thứ màu, âm nhạc đủ thứ màu, hoa đủ thứ màu, hương đủ thứ màu, hương bột đủ thứ màu, hương đốt đủ thứ màu, lọng báu đủ thứ màu, tràng phan báu đủ thứ màu, để khắp tất cả chỗ ở của chúng sinh và các đạo tràng chúng hội của Như Lai, hoặc dùng để thành thục tất cả chúng sinh, hoặc dùng để cúng dường tất cả chư Phật, mà ta làm sao biết được, nói được các công đức thần lực tự tại đó. Lúc đó, cư sĩ Minh Trí vì thiện tài đồng tử, thị hiện cảnh giới Bồ Tát giải thoát, không thể nghĩ bàn rồi, liền bảo rằng: Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát tùy ý sinh ra phước đức tạng này, như tất cả các đại Bồ Tát thành tựu tay báu công đức, che khắp tất cả cõi nước mười phương, giáo hóa tất cả chúng sinh, dùng thần lực tự tại khắp mưa tất cả đủ tư xanh, đó là mưa báu đủ thứ màu, mưa chuỗi báu đủ thứ màu, mưa mũ báu đủ thứ màu, mưa y phục báu đủ thứ màu, mưa âm nhạc đủ thứ màu, mưa hoa đủ thứ màu, mưa hương đủ thứ màu, mưa hương bột đủ thứ màu, mưa hương đốt đủ thứ màu, mưa lọng báu đủ thứ màu, mưa tràng phan đó báu đủ thứ màu, để khắp chỗ ở của tất cả chúng sinh và các đạo tràng chúng hội của Như Lai, hoặc dùng để thành thục tất cả chúng sinh, hoặc dùng để cúng dường tất cả chư Phật, mà ta làm sao biết được, nói được các công đức thần lực tự tại đó. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành tên là Sư Tử Cung, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Pháp Bảo Kế. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Thiện nam tử, ở hướng nam này có một thành tên là Sư Tử Cung, trong thành đó có vị trưởng giả tên là Pháp Bảo Kế. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử hoan hỷ vui mừng, cung kính tôn trọng như đệ tử lễ, nghĩ như vậy: nhờ vị cư sĩ này hộ niệm tôi, khiến cho tôi thấy được đạo nhất thiết trí, không ngừng thương nhớ gặp được thiện tri thức, chẳng hoại tâm tôn trọng thiện tri thức, thường hay tùy thuận lời dạy của thiện tri thức, quyết định tin sâu lời thiện tri thức, luôn phát thâm tâm phụng sự thiện tri thức, đảnh lễ cư sĩ Minh Trí, đi nhiễu vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử hoan hỷ vui mừng, cung kính tôn trọng cư sĩ Minh Trí như đệ tử lễ, nghĩ như vậy:
Nhờ vị cư sĩ này hộ niệm cho tôi, khiến cho tôi thấy được đạo nhất thiết trí, không ngừng thương nhớ gặp được thiện tri thức, chẳng hoại tâm tôn trọng thiện tri thức, thường hay tùy thuận lời dạy của thiện tri thức, quyết định tin sâu lời thiện tri thức, luôn pháp thâm tâm phụng sự thiện tri thức. Sau đó đảnh lễ cư sĩ Minh Trí đi nhiễu phải vô lượng vòng ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi về hướng nam tìm cầu vị thiện tri thức khác.